Mình nhận hỗ trợ cài đặt phần mềm, sửa lỗi phần mềm, cài đặt tất cả các phần mềm trên máy tính. Bạn nào có nhu cầu cài đặt phần mềm, các bạn có thể liên hệ với bên mình số điện thoại 070-2222-637. Xin chào các bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tải những cái phần mềm từ trên Internet về máy tính. Ở đây thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chung nhé, với tất cả các phần mềm, và mình sẽ làm video về chính thống nhé. Đó, thì bạn nào có nhu cầu mua phần mềm để xóa logo ở trong video, hay là mua phần mềm để các bạn có thể gia hạn được dùng vĩnh viễn, thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Bên mình nhận hỗ trợ cài đặt, sửa lỗi và mua phần mềm cho các bạn với giá cả hợp lý nhé. Ok, thì quay trở lại vấn đề, thì ở đây mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn chung cho tất cả các phần mềm nhé. Đầu tiên, nếu như chúng ta muốn tải một phần mềm, ở đây mình nói ví dụ là Filmora đi, thì các bạn chỉ cần ghi đúng cái tên phần mềm bên đây thôi. Sau đó thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái trang web ở trên này. Đó, các bạn sẽ chọn cho mình một cái trang web tải về. Những cái trang web giả sử mà các bạn muốn sử dụng mà không phải mua, thì những cái trang web giả sử như là tải miễn phí này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trang này, tải miễn phí này. Đó, những cái trang web tên tiếng Việt là các bạn không phải mua nhé. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên trang web chính thống nhé, bởi vì điều khoản YouTube là nó bắt buộc mình phải chấp hành. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đúng cái Filmora, và sau đó chúng ta ấn tìm kiếm. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái trang web đầu tiên. Đó, các bạn sẽ mở trang web này ra, và các bạn sẽ có thể nhìn thấy là chỗ download này, free download. Ở trên mỗi loại phần mềm khác nhau, giả sử như là mình nói là Adobe. Đó. Thì đều có cái trang web của Adobe nhé, các bạn chỉ cần kích vào. Và chúng ta sẽ chọn tới cái phần mà cái phần mềm mà chúng ta muốn mua. Đó. Ở đây là có Start Free Trial, có nghĩa là chúng ta ấn vào đây để tải xuống.